Mình Mình Thằng Bảo nó tác tệ, em cũng buồn lắm chứ. Em có xui biểu nó đâu, sao mình giận em. Bà không xui biểu nó, nhưng bà bao che cho nó. Mình nói như vậy là oan cho em lắm. Em không có bao che. Em không có. Bà có chắc là bà không bao che, bà không dung dưỡng cho nó không? Bà có biết là nó đi ra đường, nó mượn nợ rất là nhiều lần rồi. Người ta đã kể cho tôi nghe. Bởi vì lần này nó dây dưa, nó không chịu trả cho người ta, cho nên người ta mới tìm tới tận nhà. Bà có thấy đẹp mặt chưa? Hả? Những lần trước, nếu bà không cho nó tiền, thì tiền đâu nó trả? Mình, em nói thiệt mà, em không có cho con tiền trả nợ. Mình quên rồi hả? Mỗi tháng đó, mình nói với chú Tỉnh á, là tính lương cho con, thì có khi là nó đợi tới lương á, nó lấy nó Tiền trả. lương của nó không bằng một gốc tiền nó nợ nữa. Tới bây giờ mà bà vẫn còn binh vực nó được sao? Nếu như bà không cho nó tiền, vậy nó lấy đồ nhà đem đi bán hả? Bà nghĩ tôi là con nít sao bà Tú? Chết rồi, không được để ông ấy nghi ngờ. Ông mà nghi ngờ có khi là biểu đem hộp nữ trang kia ra cho ông coi. Mình còn chưa kịp làm đồ giả thế vô. Mình ơi, phải, em xin lỗi là em đã cho con tiền chỉ tại vì em nghĩ là con nó muốn giúp đỡ bạn bè cho nên em. Giúp đỡ bạn bè với một số tiền lớn như vậy sao? Em đâu có nghĩ là con nó lại quay về đường cũ đâu. Thôi mà mình tha lỗi cho má con em đi mình. Em hứa từ giờ trở đi em sẽ nghiêm khắc hơn, em sẽ không cho nó tiền nữa. Mình tha lỗi cho má con em nha, mình đừng có giận Những nữa. lời nói của bà tôi không còn tin được nữa rồi. Bà nhớ lại đi, hồi thằng Bảo còn nhỏ, mỗi lần tôi đụng tới nó là bà giãy nảy, bà khóc lóc, bà hờn trách vì bà là vợ nhỏ. Con của bà tôi không có thương bằng. Mỗi lần nói ra là bà binh vực, bà bao che cho nó. Rồi 2 năm qua bà hết lời khen ngợi nó, bà còn nói tôi giao hết cái sản nghiệp này cho nó đi. Bây giờ bà sáng mắt chưa? Hả? Chính vì cái sự thương con mù quáng của bà đó, bà làm cho thằng Bảo nó tắc tệ như bây giờ nè. Mù quáng sao? Phải rồi, ông chê tôi thương con mù quáng nên chưa bao giờ ông thiệt lòng thiệt dạ yêu thương má con tôi. Không sao, cho dù là ông không coi trọng má con tôi thì tôi vẫn là bà chủ của cái nhà này, con trai tôi vẫn là người thừa hưởng sản nghiệp này thôi. Việc gì tôi phải đau lòng chứ. Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.